Xin chào các bạn có khỏe không? Tôi thì đã có những ngày rất là tuyệt vời ở Huế. Hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về một địa điểm ăn uống rất là tốt. Đó là địa điểm Le Jardin de la Carambole, hay nói ở tiếng Việt đó là quán ăn vườn khế ở thành phố Huế. Thưa các bạn, đây là kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Như Quân. Trong kênh này thì tôi sẽ trao đổi chủ yếu là về chăm sóc mắt, nhãn khoa, cũng như chia sẻ kinh nghiệm sống cũng như những cái địa điểm mà tôi nghĩ rằng các bạn sẽ rất thích khi các bạn đến thăm những thành phố hoặc những địa điểm đó, hoặc là những địa điểm du lịch mà các bạn có thể tới hoặc đã tới trong tương lai. Nào, các bạn biết rồi đấy. Let's roll the intro please. Khi mà tôi hỏi một người bạn ở Huế về một quán ăn với phong cách Pháp, ăn theo phong cách phương Tây, thì người bạn tôi đã giới thiệu tôi đến quán ăn này. Và khi mà tôi xem trên TripAdvisor thì đã được rất nhiều du khách chấm đến trên 4,5 điểm, rất là cao các bạn. Và tôi nghĩ rằng quán này xứng đáng với số điểm số mà TripAdvisor đã cho họ. Chuyện đầu tiên là về địa điểm. Quán ăn này nằm ở số 32 phố Đặng Trần Côn, một cái đường rất là nhỏ. Cái đường này là đường cụt, tức là đi vào ở phía thành nội đó thì nó là một cái đường cụt thôi, và rất là yên tĩnh, trong hẻm rất là yên tĩnh. Đấy là một cái điểm cộng cho cái vị trí này. Tuy nhiên khi các bạn vào, các bạn sẽ thấy là khách rất là đông. Nếu mà các bạn không book chỗ trước mà đi nhiều người á là sẽ không có chỗ ngồi đâu. Trong cái khoảng thời gian mà chúng tôi ngồi ở đó đó thì là khách cứ liên tục vào, nườm nượp rất là đông, ngồi chật kín từ dưới nhà cho đến trên lầu. Thì đấy là về cái địa điểm và cái không gian của quán. Thì cái không gian thực sự của quán thì các bạn thấy là đây là một không gian quán Pháp rất là mở, rất là thoáng. Những bạn nào mà thích cái phong phong thái của người Pháp đó, và những cái chỗ như là giống như cái biệt thự của người Pháp đó, thì đây chính là một cái điểm rất là lý tưởng. Về món ăn thì thực sự ra trong quán này có rất nhiều món ăn của Huế chứ không phải chỉ có món ăn phương Tây không. Cho nên là các bạn đến, các bạn có thể chọn các món ăn truyền thống của Huế, nhưng mà bởi vì tôi đến đây để thưởng thức món ăn phương Tây cho nên tôi chọn cái món đặc trưng của phương Tây, đó là món beefsteak cộng với lại salad trộn carambol, tức là cái món salad trộn đặc trưng của quán. Thì tôi thấy là cái món ăn họ làm cũng rất tốt, rất ngon, và giá cả thì phải chăng. Như vậy có thể nói đây là một lựa chọn rất tốt nếu bạn đến Huế để thưởng thức những món ăn mà mang phong cách phương Tây như là tôi đã chọn. Và nhớ một điều là nhớ book trước. Nếu các bạn đi, nhất là các bạn đi nhiều người phải book trước. Và chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng dù các bạn bây giờ đang ở đâu. Thưa các bạn, nếu các bạn thích những video review về những cái địa điểm mà chúng ta có thể tới thăm trong tương lai như vậy thì các bạn nhớ là like và đăng ký để đừng bỏ lỡ những cái phần tiếp theo. Và nếu các bạn có những khuyến nghị nào hoặc là những đề nghị những quán ăn nào ở thành phố Huế thì các bạn comment phía dưới để mọi người có thể biết và đến thưởng thức trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất.